Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi. Và nãy giờ Khải quên cái vấn đề đó là bây giờ Khải đi làm nhiệm vụ và tạo mất 7.000 để mở xem thử Sơn Hà ra Sơn Hà là gì nhá. Năm trời ơi, hôm qua giờ mà quên mất tiêu em ơi. Ok, hiện tại bây giờ thì hôm qua Khải làm gần đủ mốc 7k rồi, bây giờ thì còn một nhiệm vụ, như là nhớ không làm còn một đến hai nhiệm vụ cuối cùng vậy đó. Khải xem thử mốc 7k thử nó ra Sơn Hà là gì, Khải mở cho anh em xem nha, trực tiếp ở cái video này cũng như là đang livestream rồi nha anh em. Rồi rẹt rẹt luôn em ơi, quên rồi chứ, nói nãy giờ quên, cho tới nửa nét đóng cửa là khỏi làm luôn. Đây anh em, nhiệm vụ 7k này mà Hương năng nỗ lực nhận này, đó bão rương 7.000 anh em, ok chưa, đó bão rương hoàn thành 7.000. Ở server này thì hiện tại đã gần 8 tháng rồi mọi người, nên là gần 8k giờ tạo ra chuyện đương nhiên nha. Rồi ok, còn 30 nhiệm vụ đầu tiên Khải sẽ cố gắng làm nhanh, làm xong rồi chúng ta sẽ đi mở rương Sơn Hà thực ra loại gì nha, môn phái nào nha. Này là Sơn Hà 2 nha, đây là mở ra Sơn Hà 2 nha anh em sáng này. Nó sẽ là mở ra một cái sử dụng sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức của Quế Hiệp được bỏ ra hoàn thành khi sau khi hoàn thành gia tẩu. Đó, hoàn thành cái này 30 cá nhân, cái này có sơ đồ sang giang hồ nè, là nhiệm vụ nó khá là nhanh thôi, vòng khoảng 2 phút là xong thôi, cứ hoàn thành nhanh tốn 10 số cũng lần đó. Ví dụ mấy phút viên này thì mình có thì mình làm đây cánh luôn đó, hoàn thành 5 phút viên. Những anh em thấy những cái video trước hãy làm không nè, mở ra những cái môn phá như là không xài được đâm ra cũng bỏ nè, mà còn phá nào xài được thì mình cũng giữ lại mình xài nè. Hôm nay xem mở ra gì nha. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cũng như là ủng hộ Khải một like, chia sẻ cũng như là nhấn nút chia sẻ video này để nhiều người biết đến hơn nha anh em ơi. Tranh thủ này 15 phút viên năm nữa đó, phút viên năm thì mới nhận này danh lệ đó, cánh viên năm luôn, nỗ lực 51 đến 100 đây nè. Giả tạo thì anh em thôi, mấy cái này thì trong này cũng có này, nên là mình phải đỡ tốn kém vài xu cho vui, chứ còn hoàn thành nhanh nó cũng nhanh được rẻ mà. Đó, rẹt rẹt. Mấy cái bảo đi tìm là mình sử dụng hết, không có dùng cái gì hết, mình sử dụng hết 1 triệu là hoàn thành nhanh luôn, nhanh cũng năm nhanh luôn. Đang đi chạy như hồi xưa, đi chạy mấy cái thôn này đuối người này mà, chân lực đến một vào luôn. Còn ai ta đừng mua bên kia tống kim tí nữa vào sâu nha nè, dương một dương một không rồi rồi ở đây khu sẽ được 50 triệu kinh nghiệm. Ngon ấy, được gì đây, 30 triệu. Rồi ok, khui nha nè, cắt đồ vô rương rồi đi khui, thì nó ra Sơn Hà gì nha, coi môn phái gì có sử dụng được không nha năm. Hàng về hàng về rồi, được không, cá nhân này đỡ ít hôm nộp top 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên Hoa Sơn cánh ký trường nha mọi người, một trong những cái khu vực mà Khải hay mở cũng như là khu rương. Rồi let's go Hoa Sơn cánh ký trường, khui thấy được gì vậy anh em ơi, đây ra đây ra quả cầu đứng chơi nào. Khui hạng, khui hạng như này mình nào may mắn à, trộm mình nào đánh mình cũng khá nhiều anh em ơi. Rồi khui này thôi, ra Sơn Hà gì nha nè, khui rồi như đây. Gì đây, gì đây, gì đây, Sơn Hà 2 gió đang đâu, gió đang biết đâu, đã nghiên cứu coi ra gió đang này mà. Ok, nếu ra gió đang thì chắc là Khải nghiên cứu, chắc là đổi cho đường môn này mà, đổi cho đường môn. Rồi ok, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like, cho sự ủng hộ chơi nữa mà. Lần này thì sau khi móc 7k gia tạo thì Khải khui ra được Sơn Hà bí kíp gió đang 2. Thì cái Sơn Hà 2 này thì môn phái nào cũng giống như một môn phái nào, không gì khác. Nó sẽ tăng cho đó là sau khi chúng ta cánh vào, tăng mát 30 điểm kỹ năng vào nó, thì gọi là mát thì nó sẽ tăng cho mình, nó là 300 sinh lực, 300 nội lực. Và tăng thêm kháng tất cả 10 và tăng thêm 5% bỏ qua kháng tính của đối phương như thế nào. Rồi ok, anh em đang xem đừng quên đỡ lại like, xem hồi chơi nè. Ok, và chúng ta sẽ trở lại với trận thông kim vừa rồi, khả năng đánh đường một anh em xem nha. Và đừng quên Khải hay livestream vào lúc tối 7:30 hàng ngày nha mọi người. Gà tăng rừng ra rồi để đánh tống kim nha. Cho lên bãi này đây. Rồi lại tí đánh tống kim ở kia.
mấy cánh chưa? Ok, mua thêm cái nến lung linh nữa cho nó chăng. Quên rồi, sao nó chăng. Rồi, ok, tống kim nha anh em.